Mình xin chào bà con. Đây mình thông tin giới thiệu cho bà con một lô nhà vườn tiêu cà rất là đẹp, nguồn thu ổn nha bà con. Từ vị trí đất của mình đây đi ra đường nhựa liên xã nó chỉ có 200 mét thôi. 200 mét đường đất, ô tô đến nơi nha bà con. Đây trên đất mình có một căn nhà gỗ tạm. Đất tương đối bằng. Triền triền xuống tới chừng chừng nước là có ao hồ riêng nha bà con. Nói chung là vườn này là nước nôi đầy đủ, đất bằng, chất đất đỏ ba gian tơi xốp. Đất này thuộc về xã Đắk Nờ Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nha bà con. Vị trí đất là có rất là nhiều tuyến đường dẫn về đất này. Đường xá rất là thuận tiện. Đất này thuộc về xã Đắk Nờ Rung, huyện Đắk Song, Ủa tỉnh sao Đắk con Nông. về anh hái xong quá chừng. Nhưng mà đồng thời nó cũng giáp xã Thuận Hà cũng là huyện Đắk Song, cũng gần Tuy Đức luôn nha bà con. Đây, trên đất là có cà phê. Theo như mình quan sát là thấy vườn cà phê này đều và đẹp bà con ạ. Cái dàn cành này nếu mà chăm sóc đầy đủ là qua năm thu nhập ở cái vườn cà phê này không dưới 6-7 tấn. Theo như mình quan sát mình thấy dàn cành năm nay đẹp lắm. Thì ngoài cà phê ra là mình thấy còn có một số trụ tiêu xen trong vườn cà phê nha bà con. Đây cà phê dàn cành mùa khô năm nay mà thấy dàn cành rất là sung, rất là đẹp. Ngoài cà phê ra còn có một số trụ tiêu, mình thấy trái cũng nhiều. Đất này cách đường nhựa liên xã chỉ có 200 mét nha bà con. 200 mét đó là mình đi đường đất, đường tương đối bằng. Đồng thời là xóm làng người ta ở theo đường đó cũng rất là đông. Thì từ vị trí này mà đi ra tới nhà thờ lớn của xã Đắk Nờ Rung. Thì nếu bà con nào ở bên đảo thì mình có thể là mua vườn này làm nhà vườn, tiện đi lễ nhà thờ cũng gần nha bà con. Đồng thời ở đó là buôn bán rất là đầy đủ, còn để ra tới đường tỉnh lộ, ra tới chợ trung tâm xã thì nó chỉ có khoảng 5 km tính từ đất của mình là tới trung tâm xã nha bà con. Đó. Còn vị trí đất của mình đây thì nó rất là nhiều tuyến đường dẫn tới đất của mình. Đi ra hướng xã Thuận Hà thì nó đụng đường quốc lộ 14C, cũng dẫn lên hướng Đắc Minh, đi ngược lại là ra Tuy Đức, Kiến Đức về Bình Phước. Còn đi qua xã trung tâm xã thì nó đụng đường tỉnh lộ, cũng là dẫn về Tuy Đức, dẫn ra huyện Đắk Song hoặc là về Gia Nghĩa. Thì mình mô tả như vậy để bà con có thể hình dung là vị trí đất của mình đây, xung quanh đường xã dẫn tới đất của mình đây là rất là thuận tiện nha bà con. Đó. Còn cây trồng Vườn trên cà đất đẹp thì quá anh ơi. mình thấy có cà phê và tiêu, đồng thời vườn cây chăm sóc rất là đẹp cho bà con. Mình ghi hình ảnh mùa khô mà nhìn rất là xanh mướt. Thì mình xin Cà nhắc phê lại cũng đất nhiều này mà. thuộc về xã Đắk Nờ Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Mình đang thông tin cho bà con lô đất là có diện tích trên sổ là 1 hecta nha bà con. Giá bán cho lô đất này chủ kêu cái giá là 1,2 tỷ. Bà con nào xem qua clip này của mình mà quan tâm lô đất này, có thể liên hệ với mình dẫn đi xem thực tế. Còn giá cả thì mình gặp chủ mình thương lượng trực tiếp thôi. Đây, giáp lanh cái ranh rẫy của mình đây là của một đại gia ở Sài Gòn. Người ta lên người ta mua đất, ta làm trang trại đây. Đất tương đối bằng nha bà con, đất đỏ ba gian tơi xốp. Ở đây đặc biệt khí hậu rất là trong lành mát mẻ. Nếu bà con nào mà yêu thích khí hậu trong lành mát mẻ của Đắk Nông
nó tương đồng như Đà Lạt, thì có thể ngâm cố mua đất này, vừa làm nhà vườn, vừa có thu nhập, vừa là nghỉ dưỡng, hưởng thụ không khí trong lành mát mẻ của Đắk Nông nha bà con.